Hôm nay mình lại tiếp tục chữa bệnh cho em cá sấu của mình. Khổ thân lắm, nó bị viêm mắt, đau mắt, viêm mắt với nấm hết cả chân tay mõm mủm. Cũng đang chữa nó được 1 tuần rồi. Hôm nay cũng phải được 7 ngày. Bây giờ lại tiếp tục cho uống tiếp tiêm uống xê sủi. Nhà uống vitamin C. Mọi người mà cá mà bị bệnh thì cũng cứ làm theo như mình nhá, thì em nó sẽ nhanh chóng khỏe hồi phục và hết bệnh. Bây giờ phải bắt ra, bắt cái này lên. Mình thì sợ nào sợ tắm nhưng mà phải găng tay găng tủng. Su ơi, bây giờ cho Su và cha hút vào mắt nhé. Nó hút vào mắt với em Su của mình là cũng được phải 2 tuần rồi chưa ăn uống gì. 2 tuần chưa ăn gì. Trước nó còn bị kiểu hôm trước cho ăn nhiều quá, nó phồng hết cả ấy lên, phồng hết cả mang lên, à phồng hết cả cái lưỡi lên. Su cha thuốc nhỏ mắt nha. Chú, chú ơi, chú lắm, con này vất vả lắm các bạn, khổ lắm, dữ dằn, đây này, đau mắt này này, chữa mắt cho, đi mà chữa mắt cho nhá. Chăm mắt trước, cha thuốc nhỏ mắt trước. Chà thuốc nhỏ mắt cho em cá sấu trước nè. Im, lấy cái màng này ra. Su, con ghê gớm. Im, không lấy được cái khô quá. In à?
Im nào. Mặt nó có nhiều. Trà thuốc cho đỡ đau mắt nha. Khổ tâm lắm, lắm bệnh lắm. Nhiều bệnh lắm, nhìn bác nhìn đuôi này, đuôi thì còn cũng bị nấm nó ăn cuốt cả đuôi. Su Su ơi, ngoan à, ghê rồi lắm. Cho 2cc 2cc thuốc tiêm cho nó khỏe khỏe, xong rồi để cắn chủ cho nó khỏe, chỉ có tập chủ với cắn chủ là nhanh. 2cc chưa, có hơi ít à, chưa đủ 2cc. Su mày cứ cắn đi, mày cứ cắn đi. Cắn hết cả gớm. Nào. Há họng ra. Cớm lắm, dạo này giữ lắm. Trước còn hiền hiền, giờ giữ. Chữa bệnh cho nó nhiều, nó cứ phải bế nó, bắt nó ra. Nó gấu như là gì, gấu như đầu gấu. Hơi nhiều. Nó đây. Su. Ôi. Phun mạnh rồi. Con. Tại mày trượt tay ở đấy. Biết đã vào họng một tí nào chưa? Cứ gặm họng tụt xuống.
Mày phải mở họng ra tao mới tiếp được chứ. Toàn thấy gì đâu, thấy vào họng tí nào đâu. Mở con này mở họng ra. Chú cái đông họng hiện nay thì sao bố này. Uống nào. Thôi cũng thế thôi nhá. Toàn uống ra ngoài chứ uống được vào mấy đó. Để dữ lắm. Cái gấu. Đồ gấu, đồ mèo. Mày dữ lắm. Đấy. Mấy hôm trước yếu rồi yếu. Mấy hôm nay khỏe là bắt đầu tập chủ. Bắn chủ hoài thôi.